kia. Mày quay đây. Giữa trưa trời nóng. Mày quay đây. À, tao nuôi mày. Mày quay mặt đây. Quay đây. Tao nuôi mày bao nhiêu lâu? À, tốn bao nhiêu cơm, tốn bao nhiêu tiền? Mà mày chỉ vì một con chó cái nó sang nó rủ mà mày đi chơi, mày trốn đi chơi. À, mà nó xấu chứ nó có xinh gì đâu. À, con này mày ăn thừa mỡ, mày rửng mỡ đúng không? Tao cho mày ăn nhiều, mày béo, mày không việc gì làm đúng không? Mày quay đây, mày quay vào đây. À, nóng quá bây giờ không ngậm được mồm vào đúng không? Nóng quá rồi đúng không? À, mày có biết là nửa giữa trưa nhá, nắng nôi như này tao phải đi tao tìm mày nhá. Mà đi bao nhiêu cây số mới tìm được mày biết không? Mày quay mặt đây chưa? Quay mặt đây. Để nhá, cái mặt này nhá, ăn bao nhiêu trận đòn nó không chừa nhá. Con này. Mày quay đây. Từ lần sau nhá mà mày còn đi theo nó một lần nữa nhá. Mà đi ra khỏi cái cổng kia nhá là mày chết nghe chưa? Tao đánh mày chết nghe chưa? Mày còn nhìn à? Này, rớt dãi này, đầy ra đây này. Mày ra ngoài đấy nhá, người ta bắt mất thì làm sao? Người ta đi đâu mất thì sao? Mày ăn gì mày ngu thế? Hả? Sao tao nuôi mày bao nhiêu lâu nay, cho mày ăn bao nhiêu cơm, bao nhiêu tiền? Mà sao mày ăn gì mày vẫn ngu thế? Hả? Để gái đến tận nhà rủ nhá. Đẹp trai thì được cái tội gì đâu? Ăn hại. Mày nhìn nhá, một lần nữa thôi nhá, tao thiến mày luôn nhá. Một lần đi theo cái đấy tao thiến. Nghe tao chưa? Ăn mập thây không làm được cái gì. Mày ngậm ngay mồm lại nhá. Nóng ngậm mồm lại nhá. Rớt dãi này, đầy ra đây này.